Việc gia cố tường thành là sự mở đầu của một chuỗi những thành tựu quan trọng của triều đại nhà Hán. Bức tường thành này đã bảo vệ cho các thương đoàn trên con đường tơ lụa, đem lại sự thịnh vượng cho đế chế rộng lớn này. Với sự hình thịnh của nó, nhà Hán tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Tây trường thành. Mệt mỏi vì thời gian đóng quân quá lâu dưới chân trường thành mà không thể chọc thủng được tuyến phòng thủ vững chắc này, các đội quân Du Mục tiến quân về hướng Tây và chinh phục miền Trung Á và Đông Âu. Sự xâm lược này thậm chí còn đe dọa đến sự bình yên của đế chế La Mã hùng mạnh và bậc nhất của thế giới cổ đại. Khi Thành Cát Tư Hãn tiến quân vào La Mã, đối phương của ông đã hoảng sợ đến mức cử giáo hoàng leo ra tận cổng thành để chào đón và mời ông ta vào tham quan thành phố thiêng liêng của mình. Cuộc gặp giữa kẻ ngoại đạo và giáo hoàng sẽ không xảy ra nếu không có vạn lý trường thành của người Trung Hoa. Tương truyền rằng Thành Cát Tư Hãn đã rút quân vì ông hiểu nhầm từ giáo hoàng có nghĩa là sư tử. Nhưng việc hoãn binh này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Cuối cùng, một cuộc xâm lược định mệnh đã khiến thành Rome phải khuất phục trước giặc ngoại bang. Châu Âu rơi vào kỷ nguyên bóng tối kéo dài 5 thế kỷ, nhưng việc xây dựng trường thành chưa kết thúc tại đây. Trong khi châu Âu rơi vào kỷ nguyên bóng tối, thì người Trung Quốc bước vào thời kỳ hoàng kim của mình. Các vị vua của nhà Đường đã tạo dựng được một đế chế thịnh vượng nhất và hùng mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đây là tượng những người lính gác đã được dựng lên ở một vùng nông thôn để bảo vệ cho lăng mộ của các vị vua trị vì trong thời kỳ hoàng kim nhất của Trung Quốc. Một số lăng mộ hoàng gia đã được khai quật, trong đó có lăng mộ của công chúa Yong Tai. Ngôi mộ này đã thể hiện cuộc sống xa hoa của tầng lớp quý tộc Trung Hoa vào thời nhà Đường. Những đồ phục trang của họ đều là những hàng hóa quý giá được nhập khẩu qua con đường tơ lụa và trò chơi ưa thích của họ là bolo. Quân đội của nhà Đường chấn giữ một phần lãnh thổ vô cùng rộng lớn nằm về cả hai phía của trường thành. Dường như bức trường thành này không cần phải phát huy khả năng phòng vệ của nó nhiều lắm và vì thế nó đã bị bỏ hoang. Nhà Đường có xu hướng duy trì mối quan hệ hữu hảo với các nước lân bang bằng thương mại và ngoại giao hơn là bằng việc gia cố trường thành. Và công cụ ngoại giao tốt nhất chính là các vị công chúa Trung Hoa. Đối với những nàng công chúa này, việc lấy chồng xa xứ chẳng khác nào bị đi đày. Có một nàng công chúa đã than rằng, tôi phải sống trong một túp lều quây bằng vải. Đồ uống của tôi chỉ là sữa chua. Sống ở nơi xứ người này, tôi luôn ao ước được biến thành chim én để bay về cố hương. Việc hy sinh các nàng công chúa trong cuộc sống lưu đày với những kẻ mọi rợ chỉ là một cái giá nhỏ nhoi để đổi lại hòa bình. Chắc chắn là cái giá này rẻ hơn nhiều so với việc xây dựng trường thành. Nhưng chính sách này chỉ đem lại thành công trong một thời gian ngắn. Một mối đe dọa mới nổi lên ở vùng đất hoang sơ phía Bắc. Trung Quốc sắp phải đối mặt với một trong những viên tướng quân huyền thoại đáng sợ nhất mà thế giới từng được biết đến. Quân mọi dợ hoành hành khắp châu Á, phá hủy các làng mạc và mọi thứ trên đường tiến quân của chúng. Bắt đầu từ đây, cơn ác mộng tồi tệ nhất của đất nước Trung Hoa bắt đầu. Một đứa trẻ mới chào đời và trên tay phải của nó đã nhuốm đầy máu. Đó là một điểm dữ. Càng lớn, Thiết Mộc Chân càng có sức khỏe phi thường và thông thạo mọi binh pháp của các bộ lạc Du Mục. Bằng mưu mẹo và sự tàn bạo của mình, ông ta trở thành vị thủ lĩnh của bộ lạc mình và nhiều bộ lạc khác. Cho tới năm 1204, tất cả các bộ lạc Du Mục đã đi theo Thiết Mộc Chân. Ông đã trở thành vị vua đầu tiên của tất cả các bộ lạc Du Mục và lấy niên hiệu là Thành Cát Tư Hãn, vua của tất cả các vị vua.
Tương truyền rằng đội quân thiện chiến và hung bạo của ông không bao giờ biết thế nào là sự đau đớn và mùi lòng. Chúng có thể cưỡi ngựa liên tục trong nhiều ngày mà không cần xuống ngựa. Khi thực phẩm khan hiếm, đội quân này có thể uống máu ngựa. Chúng không bắt bất cứ ai làm tù binh mà thường giết sạch dân chúng của mỗi thành phố mà chúng đi qua. Khắp nơi ai ai cũng đều khiếp sợ uy danh của đạo quân này. Thành Cát Tư Hãn nhanh chóng hướng sự chú ý của mình về phương Nam, nơi có những vùng đất màu mỡ của người Trung Quốc. Vết máu trên tay ông ta lúc mới chào đời dường như đã nói lên số mệnh khủng khiếp của con người này. Vào mùa hè, các thung lũng sâm khô cạn đã tạo thành những tuyến đường thật dễ đi đối với đội quân chinh phạt. Chúng cất cao để vơ vét những thành phố giàu có của người Trung Quốc ở vùng bình nguyên. Chính vì thế mà những con đường trọng yếu ngày càng khó phòng thủ. Quân đội Mông Cổ gồm 100.000 chiến binh đã xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc bằng con đường phía Bắc Kinh thành Bắc Kinh. Cho tới giờ, đó vẫn là con đường chính dành cho tàu hỏa và xe mô tô từ vùng cao nguyên tới thủ đô. Thành Cát Tư Hãn đã hạ trại ở đây, trước cổng thành phía bắc của pháo đài Zhongguan. Người Trung Quốc đã phải dựng một hàng rào bằng chông và đóng cổng thành để ngăn bước tiến của quân Mông Cổ. Sau một tháng bí trận và không thể tấn công vào pháo đài này, Thành Cát Tư Hãn quyết định đánh thập sườn kinh thành. Ông ta cùng đội quân vượt qua đồi và tấn công vào nơi trường thành bị suy yếu nhất. Khi quân đội của Nhật Đường phát hiện ra chuyện này thì đã quá muộn. Quân Mông Cổ đã tràn khắp bình nguyên. Hậu phương của Zhongguan bị thất thủ. Quân tiên phong phá hủy cổng thành phía bắc để cánh quân chính tràn vào thành. Đế chế Trung Hoa rơi vào tay giặc ngoại bang. Đó là bài học cay đắng mà người Trung Quốc không bao giờ quên. Hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn là Hút Tất Liệt, đã trị vì đế chế rộng lớn nhất thế giới. Lãnh thổ của đế chế này chạy dài từ Trung Quốc tới tận biên giới của châu Âu. Cũng chính vào thời điểm này, nhà thám hiểm Marco Polo đã tới Trung Quốc và viết cuốn sách nổi tiếng của ông về những gì ông đã được tận mắt chứng kiến ở đây. Nhiều người đã tỏ ý băn khoăn rằng vì sao Marco Polo không hề nhắc đến công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Trung Quốc là Vạn Lý Trường Thành, dù chỉ một lần. Câu trả lời rất đơn giản. Vào thời kỳ đó, Trường Thành bị hư hại nặng nề. Nó không đáng để nhắc đến. Mặc dù đã nắm trong tay quyền lực vô song, nhưng Hốt Tất Liệt vẫn không muốn dừng lại ở đó. Người Trung Quốc vẫn coi triều đình ngoại bang là những kẻ xâm lược mọi giờ. Những trận lũ lụt khủng khiếp do sông Hoàng Hà gây ra càng khiến cho cuộc sống của dân chúng thêm thống khổ. Và khởi nghĩa đã nổ ra. Vương triều Mông Cổ bị lật đổ, ngai vàng thuộc về một triều đại mới của người Trung Hoa, triều đại nhà Minh. Phương châm cai trị của vương triều mới là không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Hậu duệ của những người xây dựng Trường Thành đã phò tá nhà Minh đánh đuổi quân Mông Cổ ra khỏi Trung Quốc. Họ tự hào về tổ tiên mình, về những người đã xây dựng và bảo vệ Trường Thành của Trung Quốc. Chính vì thế mà nông dân ở những làng mạc xa xôi vẫn luyện tập môn võ này vào mỗi buổi sáng trước khi họ ra đồng làm việc. Cùng với việc đánh đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi Vương quốc, vương triều mới, các vị hoàng đế nhà Minh nhận thức được rằng các cuộc chiến tranh xâm lược sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Vì thế, vào năm 1368, khi châu Âu đang phải gánh chịu thảm họa cái chết đen, thì các vị vua nhà Minh đã xây dựng được một công trình kiến trúc vĩ đại nhất thế giới. Trường Thành vào thời kỳ này còn vĩ đại hơn trước rất nhiều và hầu hết được xây bằng đá. Trường Thành của nhà Minh bắt đầu từ Sơn Hải Quan, một địa danh bên bờ sông Hoàng Hà, tới Gia Dụ Quan ở sa mạc Gobi. Trường Thành chạy dọc theo lãnh thổ Trung Hoa giống như một xương sống dài và uốn lượn. Chiều dài của bức tường vĩ đại này là 6.400 km, với hàng ngàn tháp canh vươn lên cao giống như các đốt xương.
Phần lớn trường thành được xây bằng đá, thứ vật liệu bền chắc hơn gạch bùn tới hàng trăm lần. Những người xây dựng trường thành không hề quản ngại những đỉnh núi cao, thậm chí là ở cả những ngọn núi luôn có mây bao phủ, cần phải có sự canh phòng nghiêm ngặt ở trường thành. Những ngọn tháp cao là con mắt bảo vệ trường thành. Những người lính gác ở đây có thể thông tin tới các ngôi làng nằm cách đó khoảng 600 km. Đây là một khu trại lính đã bị bỏ hoang từ lâu. Nơi này đã từng có khoảng 500 lính. Có những đơn vị đồn trú, thậm chí còn lớn hơn. Họ có thể gửi tin về tổng hành dinh chỉ trong vài phút. Chỉ cần một nhóm quân nhỏ cũng có thể thông báo tin tức cho khoảng 1 triệu lính chỉ trong vòng vài giờ. Các đơn vị đồn trú cạnh tranh với nhau trong việc xây dựng trường thành. Mỗi viên tướng đều muốn bạn trường thành họ quản lý trông ấn tượng hơn những khu vực khác. Trên một tấm bia ở đây có khắc chữ rằng, vào mùa xuân năm 1597, Tông Cai là vị tướng phụ trách xây dựng đoạn trường thành này. Và Chen Yijin là người chịu trách nhiệm về quân lương. Ngay cả người thợ đá Wu Zhongyi cũng được khắc tên ở đây. Để xây dựng một bức tường đạt chất lượng như trường thành quả là không dễ. Rất nhiều người tù bị kết án đã phải lao động ở công trường này. Nếu họ bỏ mạng ở đây, thì một thành viên khác trong gia đình họ sẽ phải thay thế chỗ, cho tới khi hết kỳ hạn thi hành án. Cuộc sống của các nô dịch ở đây không hề có một chút hy vọng nào. Cứ khoảng 15 mét, người ta lại đặt một đường ống dẫn nước mưa chảy ra ngoài. Những đường máng này luôn được đặt quay vào bên trong tường, phía mà kẻ thù không nhìn thấy. Vì thế, chúng không thể tận dụng các đường máng này làm bậc thang để leo lên. Chỉ ở các tháp canh mới có bậc thang để leo lên. Nếu kẻ thù có thể leo lên trên tường, thì chúng cũng khó lòng mà tấn công được vào các tháp canh. Bản thân các tháp canh này cũng không được xây dính liền với trường thành. Từ trên những ngọn tháp này, người ta có thể nhìn thấy mọi người lính ở bên dưới. Trong tháp có một lò sưởi, nơi ngủ và kho vũ khí. Đây là các lỗ trường mai. Quả là hệ thống phòng thủ hoàn hảo, đặc biệt là khi bạn quan sát địa thế của nó. Đoạn tường này dường như nằm thẳng đứng trên sườn núi. Tại đây, đoạn tường chỉ rộng có khoảng vài chục cm và ở độ cao là hơn 300 mét. Để đảm bảo rằng lãnh thổ Trung Quốc không bị rơi vào tay quân giặc mọi rợ lần nữa, nhà Minh đã cho bố trí các pháo đài phòng thủ nằm san sát khắp các vùng biên. Cho dù một đội quân du kích cũng khó lòng vượt qua hàng rào chắn này. Các vị hoàng đế nhà Minh sẵn sàng chấp nhận mọi giá để có thể duy trì sự hùng mạnh của đế chế. Đây chính là trung tâm quyền lực của vương quốc này, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Đó là một quần thể kiến trúc vườn cảnh, dinh thự, đền đài và hành lang vô cùng đồ sộ, rộng tới 72 hecta. Bao quanh nó là một hào nước và những bức tường thành bất khả xâm phạm. Tử Cấm Thành là một khu vực hoàn toàn riêng biệt. Nơi đó, các vị hoàng đế nhà Minh hay các thiên tử có thể điều hành đất nước và sống thoải mái trong sự xa hoa tột bậc. Ông ta luôn nhận được sự phụng sự trung thành của toàn bộ người dân trong vương quốc của mình. Trong bức tường sơn son thép vàng của Tử Cấm Thành là một cuộc sống vô cùng đặc biệt trong lịch sử nhân loại. Trung tâm của nó chính là thiên tử. Ông ta là một vị chủ tế của vô số những nghi lễ phức tạp dành cho những người trị vì Trung Quốc. Nếu những nghi lễ này được thực hiện thì quốc gia sẽ hưng thịnh. Triều đại nhà Minh đã đưa xã tắc phát triển rực rỡ.
Hầu cận bên thiên tử có cả một đội ngũ cung nữ vô cùng đông đảo, và chăm sóc cho các cung nữ này là một đội ngũ thái giám, thậm chí còn đông hơn. Hoàng đế Vạn Lịch, một trong những ông vua cuối cùng của triều đại nhà Minh, vốn là một vị vua bạc nhược. Ông ta đã trị vì ngai vàng trong 47 năm. Vị hoàng đế này chỉ quanh quẩn trong cấm phòng. Dân chúng và ngay cả các quan trong triều hay các cung nữ cũng không có cơ hội được trông thấy diện mạo của vị vua này. Xa lánh mọi người, vị thiên tử này biết rất ít về tình hình chính sự của vương quốc mà ông ta cai quản. Lăng mộ của các vị hoàng đế nhà Minh nằm ở phía bắc của kinh thành Bắc Kinh. Các lăng mộ này được có chung một thiết kế. Một đền thờ ở phía trước và có hàng rào bao quanh. Lăng mộ nằm ở phía sau. Bởi vì thời gian trị vì của hoàng đế Vạn Lịch khá lâu, nên lăng mộ của ông được xây dựng rất lớn. Vào năm 1956, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã mở lăng mộ này, và đó là ngôi mộ duy nhất của một hoàng đế nhà Minh được khai quật. Khi họ mở cánh cửa lớn và rất nặng của lăng mộ ra, trước mắt họ là hành lang rộng, thậm chí còn lớn hơn cả lăng mộ của bất kỳ vị pharaoh nào của Ai Cập. Phía cuối hành lang là chiếc quách của hoàng đế và hai người vợ của ông. Việc khám phá lăng mộ này đã cho thấy cuộc sống xa hoa của các vị hoàng đế Trung Hoa, trong khi đại bộ phận dân chúng thì sống trong cảnh khổ cực. Trong lăng mộ có rất nhiều cổ vật quý giá, trong số đó có chiếc vương miện bằng vàng mong manh này. Hai mươi bốn năm sau khi lăng mộ này được xây dựng xong, vương triều hoàng đế Vạn Lịch chấm dứt, nhưng triều đại của nhà Minh không sụp đổ bởi có sự bảo vệ của trường thành. But it wasn't the wall that let the Ming down. It was a love affair. Người Trung Quốc tin rằng vạn lý trường thành của họ do hàng triệu người bỏ sức xây dựng có thể che chắn cho họ vĩnh viễn. Chuyện thực tế, đế chế của họ đã bị sụp đổ bởi một mỹ nhân. Câu chuyện này đã bắt đầu từ một cuộc tấn công của một đội quân phiến loạn vào thành Bắc Kinh vào năm 1644. Trong bối cảnh hỗn loạn tiếp theo đó, một bộ lạc du mục tập người Mãn Châu đã nhận thấy rằng đây là cơ hội ngàn vàng để họ xâm lược Trung Quốc. Họ huy động một đội quân lớn tấn công vào đế chế này. Thế nhưng, vạn lý trường thành vẫn không hề bị sứt mẻ. Đây là một pháo đài mà người Mãn Châu khao khát muốn chiếm giữ. Vị tổng chỉ huy của toàn bộ đế chế này là Ngô Tam Quế. Điều lạ thường là vị tướng quân này không xuất hiện trong bộ sưu tập của những vị tướng quân vĩ đại nhất của Trung Hoa. Bởi ông đã phạm phải sai lầm khi đối phó với đội quân Mãn Châu. Vị tướng uy danh này chỉ có một điểm yếu, người tình của ông là cung nữ Trần Viên Viên xinh đẹp. Không may là cô cung nữ này cũng bị hấp dẫn bởi vị tướng quân tài năng vừa bị đuổi khỏi thành Bắc Kinh. Sự xa cách càng làm tăng thêm tình yêu của họ. Viên tướng này đã kêu gọi kẻ thù của triều đình người Mãn Châu giúp ông ta tiến hành cuộc nổi dậy để giải phóng người tình yêu quý của ông. Tại Sơn Hải Quan, Ngô Tam Quế đã làm một việc không thể tưởng tượng được là mở cổng thành cho quân Mãn Châu vào. Dự án xây dựng vĩ đại nhất trong lịch sử vậy là thất bại. Không phải bởi sự yếu kém của kiến trúc, nó đã bị mục rỗng bởi nụ cười của một thiếu nữ xinh đẹp. Triều đại Mãn Châu có một chính sách đối ngoại hoàn toàn khác. Di Hòa Viên là nơi họ tiếp đãi những phái đoàn đến từ thế giới phương Đông. Sự diện kiến của họ với triều đình Mãn Châu là bắt buộc. Các nước châu đều phải cống nạp cho hoàng đế Mãn Châu. Đó là chính sách ngoại giao của triều đình Mãn Châu. Nhưng các vị khách đều cảm thấy hài lòng.
Hoàng đế Mãn Châu thậm chí còn cử các quan của mình tới Tây Tạng để đo đạc và vẽ lại dinh thự của Đại La Lạt Ma, rồi cho dựng lại mô hình đó ở hoàng cung của mình để cho các vị khách cảm thấy như đang được ở nhà. Nhưng Đại La Lạt Ma không bao giờ tới đó. Một vị lãnh tụ tinh thần khác của người Tây Tạng đã đến đây, đó là Panchen Lama. Theo các tài liệu lịch sử của người Tây Tạng, thì uy tín của con người này lớn đến mức ông ta đã được hoàng đế Mãn Châu mời ngồi cùng trên ngai vàng. Đó là một ân huệ đặc biệt. Còn theo như bức họa của người Trung Quốc, thì Panchen Lama cũng có tư thế rất khiêm nhường khi dâng tặng hoàng đế Mãn Châu chiếc khăn choàng thiêng liêng. Ông ta cũng cho xây dựng một nơi ở riêng cho vị hoàng đế này ở Tây Tạng. Chắc chắn rằng việc xây dựng những đền thờ lộng lẫy sơn son thép vàng này ít tốn kém hơn nhiều so với việc duy trì vạn lý trường thành. Hoàng đế Mãn Châu thậm chí còn học tiếng Tây Tạng để có thể trực tiếp nói chuyện với các vị khách này. Ông ta còn ra lệnh cho viết các bản cáo thị bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Mãn Châu, Tây Tạng, Trung Hoa và Mông Cổ. Các vị sư tăng Tây Tạng sống ở đây vẫn có thể tụng kinh cho đến khi vị hoàng đế Mãn Châu cuối cùng rời khỏi ngai vàng. Còn đối với trường thành, một lần nữa nó lại bị bỏ mặc thành một di tích hoang phế. Nó không cần phải phát huy tác dụng phòng thủ nữa. Bức tường duy nhất khiến triều đại Mãn Châu quan tâm chính là bức tường bao quanh cung điện của họ. Lần đầu tiên trong lịch sử, trường thành không còn giá trị sử dụng đối với người Trung Quốc. Đây là hồi cuối cùng trong cuốn sách viết về nó. Vạn lý trường thành, kỳ quan kỳ diệu nhất và dài nhất của thế giới cổ đại đã tồn tại 2.000 năm. Nhưng chỉ trong 200 năm vừa qua, người phương Tây mới được biết về nó. Năm 1793, nước Anh cử một phái đoàn ngoại giao tới Trung Quốc. Dẫn đầu phái đoàn này là một bá tước Mark Carney. Sứ mệnh của họ trong chuyến đi này là mở ra con đường giao thương giữa nước Anh và Trung Quốc. Trên đường đi, khi Mark Carney nhìn thấy trường thành, ông đã ra lệnh dừng chân để chiêm ngưỡng nó. Những người dẫn đường Trung Quốc đã rất lấy làm ngạc nhiên, tại sao người phương Tây lại quan tâm đến những khối đá cổ đại đến như vậy? Một thành viên trong phái đoàn thậm chí còn vẽ lại trường thành. Bức họa này sau đó đã được sao chép hàng ngàn lần. Mỗi sứ tần tới Trung Quốc đều được hoàng đế ban cho khấu đầu 3 lần. Đó cũng là một nghi thức bắt buộc. Người ta phải quỳ gối 3 lần và dập đầu 9 lần mỗi khi diện kiến thiên tử. Khi người Anh đến Di Hòa Viên, họ cảm thấy vô cùng thích thú và lưu lại nhiều ngày ở đây để chiêm ngưỡng quần thể vườn cảnh và lăng tẩm tuyệt đẹp này. Mark Carney là một người Anh tốt và tuyệt đối trung thành với đức vua của ông ta. Vì thế, ông ta đã từ chối khấu đầu cho hoàng đế Trung Hoa. Điều này đã gây ra một vụ ầm ĩ lớn trong triều đình. Trong lần cuối cùng diện kiến hoàng đế Trung Hoa, vị khách người Anh này đã chấp nhận khấu đầu trước thánh chỉ. Khi mở thánh chỉ này ra, họ nhận được một lời nói rằng ta đã có mọi thứ trên đời. Những thứ mà ông cho là kỳ quái và quý giá thì đối với ta, chúng chẳng có giá trị gì cả. Ta không thể giúp gì cho vương quốc của các ông. Hỡi quốc vương của nước Anh, ông không cần bày tỏ sự run sợ của mình như vậy. Đó là câu chuyện về thể diện quốc gia, về hai đế chế luôn tự cho rằng họ là bá chủ thế giới. Một người Anh trong sứ đoàn đã nói rằng, nói tóm lại, chúng tôi đến Bắc Kinh giống như những kẻ nghèo đói, lưu lại ở đó như những tù nhân, và rời khỏi đó như những kẻ lang thang. Bị bẽ mặt, người Anh quyết tâm trả thù. Họ đã biết được tiềm năng quân sự của người Trung Hoa, bởi vậy họ đã dồn toàn bộ lực lượng của mình để tiến hành một cuộc chiến tranh. The Great War was obsolete.
Người Trung Quốc hoàn toàn tách biệt với thế giới phương Tây trong nhiều thế kỷ. Trường Thành thì đã quá lỗi thời. Trung Quốc đã trải qua một thế kỷ nội chiến, tiếp đó là các cuộc xâm lược của giặc ngoại bang. Bước sang thế kỷ 20, trong thời kỳ cách mạng văn hóa, nhiều đoạn Trường Thành thời cổ đại đã bị phá hủy. Những đoạn Trường Thành còn lại tới ngày nay đã trở thành biểu tượng của đất nước Trung Quốc. Hình ảnh của nó xuất hiện trong các quảng cáo từ chai thuốc hò cho tới các ngân hàng. Nhưng việc bảo tồn công trình kiến trúc cổ đại dài tới 56.000 km quả là gánh nặng không nhỏ đối với người Trung Quốc. Trong một thế giới có độ thân thuộc đối với con người hiện đại, khi mà mọi thứ trên trái đất đều được vẽ trên bản đồ, thì Trường Thành vẫn là một công trình quá đỗi phức tạp và dài đến nỗi chưa có một tấm bản đồ chi tiết nào về nó cả. Đó cũng là một điều trăn trở của người đàn ông hiểu về Trường Thành hơn bất kỳ ai này. Giờ đây, ở tuổi 60, ông Chang Dalin vẫn ngày ngày chụp ảnh Trường Thành và tìm kiếm những đoạn tường đã mất. Ông lo ngại rằng thế hệ những người Trung Quốc sau ông sẽ không có ai kế tục sự nghiệp của ông và rằng Trường Thành sẽ bị hư hại bởi những lợi ích kinh tế trước mắt. Ông Chang cũng cho rằng những đoạn Trường Thành càng xa xôi thì sẽ càng dễ bị phá hủy bởi vì không còn ai quan tâm đến tầm quan trọng của nó nữa. Những chuyến đi của ông Chang tới mọi miền của đất nước Trung Quốc cũng là cuộc hành trình trở về quá khứ. Trở về với thời đại của Tần Thủy Hoàng và hàng triệu người Trung Quốc đã từng bỏ mạng khi xây dựng Trường Thành này. Ông Chang sợ rằng những con người này sẽ bị lãng quên. Đúng như ông đã từng nói, họ đã bỏ mạng để xây dựng công trình vĩ đại nhất của nhân loại. Thank you.